Hello, Ngoài Đời Biết xin kính chào tất cả các anh chị em. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 và rất là vui khi được trò chuyện với tất cả các anh chị em trong một chương trình mà mình muốn dành toàn bộ cái thời lượng khoảng 15 đến 20 phút đầu tiên để trò chuyện và mong nhận được sự đồng hành của tất cả các anh chị em. Cái chủ đề ngày hôm nay của mình đó là kể lại cái câu chuyện về món quà của tiền vệ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đó là bạn Trần Minh Vương dành cho một nữ đồng nghiệp của Minh Vương, em Trần Thị Hạnh. Hạnh thì đang từng thuộc biên chế của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam, là một đội bóng nữ đang tham dự giải vô địch quốc gia. Cái thời gian vừa qua thì khoảng cuối năm 2020 thì Hạnh không may là phát hiện ra là mắc một bệnh nan y. Bệnh này thì thường được bác sĩ thì hay gọi là bệnh hiếm gặp, tức là bệnh lupus ban đỏ. Bệnh này nó liên quan đến cái sức đề kháng trong cơ thể, và ngoài ra thì vẫn có thể chữa trị nhưng mà không phải là chữa trị hết được, mà chỉ là để kiểm soát được cái bệnh thôi, thì tức là không đi ra ngoài nắng cũng như là hạn chế những cái vận động mạnh. Chính vì vậy mà khi Hạnh phát hiện ra cái bệnh của mình thì em đã buộc phải ngừng chơi bóng. Trước đó thì Hạnh từng tham dự đội tuyển U16 Việt Nam, giành được tấm huy chương đồng U16 nữ Đông Nam Á. Nhưng mà khi mà phát hiện ra bệnh thì là Hạnh đã không thể nào chơi bóng được, và em bắt buộc là phải rời xa cái đam mê của mình. Và chính vì vậy là trong một cái phóng sự của Bóng Đá TV mới được phát sóng vào, mình nhớ là vào ngày 11 hay là ngày 12 tháng 7 vừa rồi, thì là Trần Minh Vương có xem cái chương trình đó và rất là xúc động. Sau đó thì tự Minh Vương thôi âm thầm kêu anh Tống Đức Thuận của bên Mizuno gửi cho Minh Vương một cái hộp, một cái chiếc áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai màu vàng, có hộp, cái bản này là bản limited. Thì là Minh Vương mới viết vài dòng động viên cho Hạnh, và sau đó thì gửi món quà đó, cái bức thư, chiếc áo cũng như là một ít tiền. Ít tiền này thì Minh Vương có dặn Hạnh là nếu mà thích thì lấy cái tiền đó mà mua một đôi giày và chơi bóng ở trong nhà thôi, tức là chơi cho thỏa cái niềm đam mê. Bởi Minh Vương cũng hiểu được rằng đó là một cầu thủ, mà đã là cầu thủ bóng đá rồi thì cái tình yêu bóng đá rất là lớn, và dù là không thể theo được bóng đá chuyên nghiệp nữa thì là chơi tân bóng ở trong nhà nó cũng phần nào vơi đi cái nỗi nhớ, nhớ nghề. Và Minh Vương rất là hiểu, và Minh Vương đã dành những cái tình cảm vào trong cái bức thư gửi đến và động viên em Hạnh. Thì là sau cái chương trình mà của Bóng Đá TV phát sóng thì Hạnh nhận được món quà đó rất là bất ngờ, thì Hạnh mới chia sẻ lại cho những người đồng nghiệp của mình ở bên Bóng Đá TV biết là anh Minh Vương có gửi cho em cái món quà đó. Chứ còn Minh Vương là âm thầm gửi ra, và báo chí ngay cả bản thân mình cũng không nghe gì đến vụ này. Và khi mà Thanh Xuân của Spotify có đăng cái bài viết đầu tiên về việc là Minh Vương gửi tặng cho món quà đó thì là mình cũng rất là ngạc nhiên. Và mình có hỏi Minh Vương là ủa sao mà em biết cái này, trường hợp như thế này thì có phải là do coi Bóng Đá TV hay không? Thì là Minh Vương vừa mới chia sẻ với mình là đúng rồi, em xem và em rất là xúc động, và em muốn tặng cho em ấy. Với lại em cũng biết là Hạnh là một người rất là yêu mến em, và trong có những cái phần chia sẻ là có nhắc đến em, cho nên em rất là cảm động và em có muốn là tặng cho bạn ấy món quà. Thì là sau khi mà mình trò chuyện với Minh Vương như vậy thì mình lúc đầu thì mình cứ nghĩ rằng đây là có phải là liệu bên anh em nào đồng nghiệp ở ngoài Bắc có nhắn cho Minh Vương hay không, thì Minh Vương mới thiệt thà nói là không phải, coi TV thì thấy và thấy cảm động quá nên là em cũng muốn động viên. Thì mình cũng bảo là với một cái hành động như vậy thì anh nghĩ rằng là em xứng đáng được đề cử vào giải Fair Play của Bóng Đá Việt Nam năm 2020. Và ngay lập tức thì mình đã gửi cái đề cử của mình đến cho ban tổ chức của giải Fair Play do Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và giải này thì thường sẽ trao thưởng vào đầu năm sau. Giống như là có những cái năm mà chúng ta thấy rồi, có rất nhiều những cái hoạt động của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì đã nhận được cái giải thưởng và được tôn vinh. Chẳng hạn như có đợt là Văn Toàn, và Văn Toàn đã dành toàn bộ cái số tiền thưởng 50 triệu đồng
dành cho giải người thắng chiến thắng ở giải Fair Play, trao tặng ngay cho nữ cầu thủ mình, Trang, mình nhớ là Trang Trần, là một người em của mình, hiện tại thì đang chơi bóng ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Và Trang Trần lúc đó thì mẹ của Trang là đang bị ung thư, và Trang rất là cần những cái số tiền để mà chữa trị cho mẹ của mình. Thì là Văn Toàn lúc đó khi mà Toàn được cái giải thì ngay trong cái lễ trao giải đó, Toàn đã xin phép Trang là cho Toàn được gửi toàn bộ cái số tiền thưởng đó cho bạn Trang đó. Thì là nói chung là những cái hành động của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như là Văn Toàn rồi bây giờ là Minh Vương thì thật sự là rất là đáng để nhận được cái tôn vinh giải thưởng Fair Play. Chính vì vậy mà mình tin rằng là cái đề cử của mình năm nay sẽ được giải. Và mình cũng chia sẻ với Minh Vương là hai anh em mình nếu như được cái giải thưởng đó thì sẽ tiếp tục lấy toàn bộ cái số tiền đó để gửi đến cho em Hạnh, để em Hạnh có thể dùng một khoản tiền đó để mà chữa trị cái bệnh của em. Tại vì cái bệnh này thì nó là bệnh nan y rồi, thì nó không thể nào mà chữa dứt điểm được, và lúc nào cũng cần phải đi chữa, phải uống thuốc. Cho nên là thôi, hai anh em động viên nhau là chúng ta cùng hy vọng là sẽ được giải thưởng, và sẽ lấy cái giải thưởng này để tặng cho Hạnh, tặng hết cho Hạnh. Bây giờ thì có một cái câu chuyện nữa, nó cũng liên quan đến đội bóng nữ, mà mình vừa mới được một người anh của mình, đó là anh Hùng, là quản lý của sân Tao Đàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh Hùng có gọi điện cho mình, lúc đầu thì hỏi thăm sức khỏe, nhưng mà sau đó thì anh Hùng có chia sẻ như thế này, là anh nói là Dũng ơi, hiện tại là cái đội banh nữ quận 1, tức là lứa trẻ, những bạn nữ mà đang được đào tạo để trở thành các thành viên chính của đội tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh để mà tham dự giải vô địch quốc gia đó, mấy năm liền vô địch quốc gia luôn á, thì là các em nữ là đang học tập, sinh hoạt và sống luôn ở trong khuôn viên của sân Tao Đàn. Nếu những bạn nào mà đã từng chơi banh phong trào, đá banh phong trào ở sân Tao Đàn thì các bạn sẽ thấy cái cụm nhà ở phía góc của một cái góc sân, có một cái cụm nhà, nơi đó là nơi mà các cầu thủ nữ của đội quận 1 họ sinh sống ở trong đó, họ học tập, họ sinh sống và họ tập luyện bóng đá hàng ngày ở sân Tao Đàn, thì họ sống hết ở đó. Và anh Hùng có chia sẻ một cái điều đó là Dũng ơi, hiện tại là các em ấy là bây giờ là thực phẩm là đã hết và rất cần những cái sự chung tay. Thì Dũng có thể hỏi bên báo Người Lao Động của Dũng, tại vì báo Người Lao Động của Dũng đang đi đầu trong các chương trình thiện nguyện, các chương trình mà hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn đang ở trong giai đoạn Covid như thế này. Thì Dũng có thể hỏi dùm bên báo là có thể chích ra một phần nào đó để mua thức ăn, mua mì gói hoặc là mua thêm sữa cho các em ấy được không? Bởi hiện tại thì cái nguồn kinh phí của bên sân Tao Đàn thì cũng có hạn, và bên quận thì họ cũng chỉ chi một cái phần thôi, một cái phần như bình thường thôi, nhưng mà đang trong cái mùa dịch khó khăn như thế này, và các em ấy là phải nói là đang chỉ có ăn mì gói này nọ. Nếu như Dũng có thể dùng cái mối quan hệ của mình để mà kêu gọi được, ủng hộ được bao nhiêu hay bấy nhiêu cho các em qua trong cái khoảng giai đoạn là khoảng một tháng này, thì là mình nghe mình mới gật đầu liền với anh Hùng, và mình đồng ý, là mình bảo là để em sẽ vận dụng các mối quan hệ, và em sẽ nhờ báo là một, thứ hai là em sẽ nhờ đến các anh chị mà hay coi kênh Ngoài Đường Pit của em sẽ chia sẻ cái thông tin này để nếu anh chị nào có muốn đóng góp một phần cho các em nữ, tại vì các bạn biết rồi, các em nữ đá bóng nữ vốn là đã thiệt thòi, đội tuyển quốc gia còn gặp thiệt thòi thì đừng nói là các câu lạc bộ, rồi thấp hơn là các nữ cầu thủ trẻ mà họ đang trong quá trình được đào tạo, họ đang tuổi ăn tuổi lớn, mới có 11, 12 tuổi thôi. Và phải nói thiệt với tất cả mọi người là bọn mình là đá banh thường xuyên ở Tao Đàn và đã được chứng kiến các em tập luyện rất là chăm chỉ, nhưng mà cái đời sống ở đó thực sự là rất là khó khăn. Như là năm cuối năm vừa rồi,
thì mình có được cái giải thưởng của bên Milo. Milo, sữa Milo thì là mình có dành những cái thùng sữa mình để gửi tặng lại cho bên chỗ các em ấy, để các em ấy sử dụng. Tại vì nhà mình thì, con mình thì nó cũng uống sữa, mà sữa thì cũng mua đều. Nói chung là cũng được thưởng mấy thùng, vậy thì chẳng có để làm cái gì. Nếu mà mang về thì con mình nó uống một lần nó cũng không uống nổi. Cho nên là mình để mình gửi tặng luôn cho các em ấy, để động viên tinh thần cho các em trong cái mùa Tết vừa rồi. Thì là bây giờ thì mình rất là mong muốn là những anh chị em nào mà ngày hôm nay coi kênh của mình thì có thể là đến sân Tao Đàn, đến trực tiếp sân cũng được, hoặc là liên hệ với anh Hùng. Mình sẽ gửi cái số điện thoại của anh Hùng là quản lý của sân Tao Đàn. Số điện thoại của anh Hùng là 0934 397 679, hoặc là có thể liên hệ với ngoài đường pit của mình qua Zalo 0909 608 754. Có thể các bạn nào mà nhà có điều kiện hay gì đó thì có thể ủng hộ vài thùng mì chẳng hạn, hoặc là ủng hộ sữa. Mình không nhận tiền, mình xin phép là mình nói thẳng là mình không muốn nhận tiền. Tại vì còn nếu mà các bạn nào ủng hộ hàng thì mình sẽ nhắn cái địa chỉ, các bạn có thể gửi thẳng đến và gửi cho bên ban quản lý của sân Tao Đàn. Mình rất là mong nhận được những cái sự đóng góp và ủng hộ của những anh chị em đang coi kênh này, để giúp cho các em nữ đấy. Tại vì các em còn nhỏ và đương nhiên là không thể nào đi kiếm tiền được. Thứ hai là ban quản lý sân Tao Đàn thì họ cũng còn rất là nhiều thứ phải chi và phải nuôi các em ấy nữa. Cho nên là đang cái mùa dịch như thế này, các sân bóng trong thời gian qua không có thi đấu, cho nên là sân Tao Đàn không cho thuê phong trào được. Cho nên là cái nguồn kinh phí trong khoảng 2 tháng trở lại đây là gặp rất nhiều khó khăn. Cái tiền mà chi phí để thuê sân, để mà trang trải cho sân bãi đó, họ cũng đã dùng một phần để nuôi đội banh nữ quận 1. Cho nên là rất mong là anh chị em, những ai mà có điều kiện thì cứ ủng hộ. Người 1-2 thùng mì gì đó, mình nghĩ rằng là số tiền cũng không quá lớn, và mình lên đây để mình gửi lời mong là tất cả các anh chị em có thể ủng hộ. Mình xin nhắn vào đây luôn, chia sẻ vào đây số điện thoại anh Hùng quản lý sân Tao Đàn. Không chín 34 397 679. Rồi, hy vọng là tất cả các anh chị em khi mà nghe được những cái thông tin như vậy thì có thể là ủng hộ cho các em nhỏ đội tuyển nữ của quận 1. Và rất là mong là tất cả mọi người sẽ đồng hành cùng với Ngoài Đường Pit trong những cái chương trình tiếp theo. Mình hy vọng là những cái món quà như thế này sẽ rất là có ý nghĩa đối với các em trong cái giai đoạn mà đang khó khăn như vậy. Xin chào tất cả mọi người nha. Chú Tân Hà Đức có đặt câu hỏi là cháu cho chú hỏi, nếu giải V-League bị hủy thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có được trao cúp vô địch hay không? Cái này thì con không có chuyện là bỏ giải V-League được. Nghĩa Huỳnh, chào anh, cho em hỏi cái logo FIFA World Cup gắn ở tay đội tuyển Việt Nam anh có bán lẻ không? Cái này thì mình không có bán, tại vì cái này nó bên hãng, do hãng họ giữ chứ không phải là do mình. Mình chỉ in thôi. Mình ví dụ như là ai mua áo bên mình và có nhu cầu in lên hai cái tay áo thì là mình sẽ gửi áo sang cho bên hãng để chính hãng họ in luôn, chứ không phải là mình giữ. Mà mình cũng không có máy in, không có gì hết. Mình chỉ là đại lý để bán quần áo thôi, chứ mình không có máy. Có những cái câu hỏi của mọi người, chẳng hạn như là
Báo chí nói Bumathan quay lưng với đội tuyển Thái Lan và kết cục là bây giờ bị câu lạc bộ cho dự bị, thì những cái thông tin như thế này là nó ngoài tầm với của ngoài đường pitch nên là mình cũng không biết để mà trả lời. Còn có một câu hỏi là anh cho em hỏi đội tuyển Việt Nam có được đá sân Mỹ Đình không? Mong anh trả lời em. Thì cái này là thông tin này đã được thông tin rộng rãi từ ngày hôm qua rồi, không biết là anh Đông không xem báo, không xem tin tức hay sao mà bây giờ mới hỏi. Ân Phan, sao Việt Nam không đi Olympic Tokyo về anh? Mình đâu có được vào tới Olympic đâu bạn. Muốn vào được Olympic là phải có thành tích tốt lắm mà mình không có vào được. Minh Vương hình như là theo đạo Tin Lành phải không? Mình không rõ lắm về đạo, tại vì mình không có bên đạo cho nên là mình không có rành. Cho nên là câu hỏi này thì các bạn có lẽ là nên lên trực tiếp Facebook fanpage của Minh Vương thì có lẽ là sẽ nắm rõ hơn mình. Tại vì mình là không theo đạo nên mình cũng không có biết thế nào để mà chia sẻ và trả lời chính xác được. Mong mọi người thông cảm giùm mình. Trần Gia Huy dạo này như thế nào Dũng ơi? Hôm vừa rồi thì chỉ có một cái phóng sự đó là mình làm về Gia Huy thôi. Còn lại là mình không có dịp tiếp xúc với em này. Cho nên là mình cũng không biết là như thế nào. Anh ơi, Hoàng Anh Gia Lai năm sau có tuyển U12 không ạ? Mong anh trả lời cái lịch về cái chương trình để mà tuyển sinh ở Hoàng Anh Gia Lai thì mình không bao giờ mình nắm cả. Và mình cũng không quan tâm lắm. Khi nào mà tuyển xong, ví dụ như có một sự kiện gì đó mà cần đến báo chí tác nghiệp thì là Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ nói, còn không thì thôi. Chứ mình không có trách nhiệm là phải đi theo cái việc tuyển sinh của các câu lạc bộ. Cho nên là việc mà tuyển sinh U12 hay U bao nhiêu thì mình cũng không để ý lắm. Vì thứ nhất là cái mảng bóng đá nó vốn rất là lớn và mình chỉ tập trung vào đội tuyển Việt Nam, cũng như là các câu lạc bộ mà nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và đội hình chính thôi. Chứ còn ngay cả mà khóa 4, khóa 5 hay gì là mình cũng không có nắm nhiều, trừ cái thời điểm là mình sẽ đến mình tác nghiệp chẳng hạn thì mình sẽ tìm hiểu và mình có thể trả lời giải đáp chính xác được. Còn không, mình không biết là mình sẽ không trả lời. Philip Nguyễn được hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng hỏi mua giá cực cao. Năm sau Philip Nguyễn sẽ là cầu thủ tự do nên về Việt Nam cao. Philip Nguyễn thì mình không quan tâm lắm nên là mình cũng không muốn bình luận về cầu thủ này. Tết Trần về Việt Nam chưa? Tết Trần là dự kiến là sáng ngày mai là về tới nơi rồi. Hình như là bây giờ là Tết đang ở bên Malaysia, đang quá cảnh ở Malaysia và chờ chuyến bay để mà quá cảnh từ Malaysia trở về Hà Nội. Và sau đó là mình nghe nói là về Hải Dương cách ly 21 ngày, sau đó là được về nhà rồi. Như vậy đây là một thông tin rất là vui cho người đồng nghiệp của mình. Như vậy là 21 ngày nữa là sẽ được gặp gia đình của mình rồi, rất là vui. Cháu cho chú hỏi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai còn bao nhiêu cầu thủ đủ tuổi tham gia đội U23? Chú Tân Hà Đức thì con không có nắm rõ lắm, tại vì Hoàng Anh Gia Lai vốn đã là một đội bóng trẻ rồi, thì trừ cái nhóm Công Phượng, Tuấn Anh, Sân Trường ra thì còn rất rất là nhiều những cầu thủ mà đang đủ tuổi để mà đá SEA Games, chẳng hạn như là Dụng Quang Nho, Lê Minh Bình, còn rất là nhiều. Còn nhiều lắm, như là Trần Bảo Toàn cũng vẫn còn trẻ nè. Còn nhiều lắm chú ơi, nó cũng phải nhóm Hoàng Anh Gia Lai mà nếu mà đủ tuổi để mà đá SEA Games hoặc là đủ tuổi đá U23 đó thì cũng còn phải tầm mười mấy 20 người á. Với lại nhưng mà vấn đề là quan điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo nữa, ông sẽ sử dụng bao nhiêu cầu thủ và bao nhiêu cầu thủ đến từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cho nên là thời điểm này là chưa nghe nhiều thông tin. Ngoại trừ Quang Nho là cầu thủ mà đã được lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai và khá nổi bật.
Cộng thêm Lê Minh Bình thì năm ngoái đã từng thi đấu rất tốt trong màu áo câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, thì đó là những cái tên mà chúng ta dễ biết hơn. Còn với các bạn khác thì có lẽ là chưa được thi đấu nhiều nên là chúng ta vẫn chưa nắm được nhiều thông tin về họ. Tắt nhạc. Hùng Dũng có cơ hội đá vòng loại thứ 3 không anh? Hùng Dũng thì mình nhớ là bắt đầu đã tập chơi bóng lại rồi. Cái vấn đề một cái trục trặc khá là lớn đó là hiện tại thì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến quá phức tạp. Chính vì vậy mà thời điểm này thì khó để mà Hùng Dũng có thể là tập chuyên môn với các đồng đội, cho nên là bây giờ chưa biết là cái tình hình phục hồi như thế nào. Cái thứ hai nữa là bác sĩ Cho Du Doan, là bác sĩ chính của đội tuyển Việt Nam, thì ông đang về Hàn Quốc rồi, ông ở bên người thân. Chưa biết là thời điểm nào thì ông có thể sắp xếp để ông qua Việt Nam được, vì vợ ông thì bệnh rất là nặng và cũng nói thẳng ra luôn là cái khả năng là chưa biết khi nào thì sẽ đi. Cho nên là ông chắc chắn là ông không có thể nào mà toàn tâm toàn ý để tập trung cho công việc được khi mà vợ của mình đang như vậy. Cho nên là mình nghĩ rằng là bây giờ cần phải các bác sĩ ở trong nước sẽ hội chẩn để xem cái tình hình phục hồi chấn thương của Đỗ Hùng Dũng sẽ tới đâu. Tính ra từ thời điểm này cho đến ngày thi đấu thì chúng ta sẽ còn được 45 ngày. Ngày 2 tháng 9 là bắt đầu thi đấu rồi, thì cứ cho là 45 đến 47 ngày nữa đi. Thì trong quá trình này thì chưa rõ là phục hồi kịp hay không. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng là cái lượt trận mà tháng 10 thì mình tin rằng là Đỗ Hùng Dũng sẽ hoàn toàn bình phục. U23 Việt Nam đi tập huấn ở Nhật hay Hàn Quốc có không anh? Mình chưa rõ, thông tin này mình chưa nghe thấy. Nếu mà đi tập huấn thì cũng tốt thôi. Tại vì thực tế là nếu như đội tuyển Việt Nam của chúng ta mà ở đây, mà trong cái bối cảnh dịch như thế này, các câu lạc bộ cũng rất là khó để mà có thể làm quân xanh thi đấu được. Thì là mình nghĩ rằng là nếu như V-League không được tổ chức trong tháng 8 như là cái kế hoạch mà huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mong muốn, thì là mình tin rằng là đội tuyển sẽ hội quân sớm và có thể là thầy Park sẽ tìm cách cho các cầu thủ đi sang Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thì ở bên đó là các giải bóng đá họ đã thi đấu mầm hết rồi, thì là qua đó thì có dễ kiếm quân xanh để mà tập luyện, để mà chuẩn bị hơn, là tốt hơn là ở Việt Nam. Lê Duy Khánh, cách huấn luyện viên Kiati Sắc đăng các clip nấu ăn, chăm hoa, tỉa hoa vừa cho thấy Sắc xem hàm rồng như nhà mình chứ không chỉ làm để làm việc, vừa thể hiện như Sắc ông chủ ở đó kiểm soát được mọi thứ. Cảm ơn Lê Duy Khánh. Mình thấy rằng là anh Sắc đúng là một huấn luyện viên khá là toàn năng. Thứ nhất là chuyên môn làm rất tốt rồi. Thứ hai là ngày xưa anh đã từng là danh thủ bóng đá của Đông Nam Á rồi, chứ không phải là danh thủ của Thái Lan nữa. Và anh phải nói là tài năng là có được khẳng định hết rồi. Thì thứ ba nữa là anh Sắc này, anh rất là biết cập nhật những cái thông tin, cập nhật cả về mạng xã hội, cập nhật về cái đời sống của anh rất là phong phú. Cho nên là chúng ta luôn thấy ở huấn luyện viên Kiati Sắc có một cái năng lượng rất là dồi dào, không chỉ trong bóng đá mà trong cái cuộc sống của anh nữa. Anh đàn hát, rồi anh chăm hoa, rồi anh nấu ăn, rồi anh làm được rất là nhiều việc. Chúng ta cảm thấy rằng là huấn luyện viên Kiati Sắc chưa bao giờ là tẻ nhạt hết, lúc nào cũng cảm thấy rất là vui tươi và lạc quan. Đây cũng là một cái rất là hay, nó truyền được cái năng lượng tích cực cho các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Việt Nam nếu đá đẳng cấp giống như ASEAN Cup thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Cảm ơn Thiệu Lê. Sao ở miền Tây không có đội bóng hàng đầu?
sao ở miền Tây không có đội bóng tham dự hàng hàng đầu vậy anh Dũng? Miền Tây thì hồi xưa là một thế lực rất là lớn, đặc biệt là Đồng Tháp và Long An có thể nói là hai anh lớn của bóng đá miền Tây luôn. Đồng Tháp thì có cái lợi thế rất lớn là sân Cao Lãnh. Sân này thì nó cái không khí đối lưu ở trong đó nó rất là nó không có thoát, giống như kiểu không thoát hơi được á. Cho nên là bất kỳ một đội bóng nào mà không quen sân Cao Lãnh xuống đá mà đá vào cái tầm mà 3:30 chiều thì phải nói là cực hình, đá rất là mất sức, tốn thể lực cực kỳ nhiều. Và đó cũng là một cái lợi thế rất là lớn cho đội bóng của Đồng Tháp. Mà Đồng Tháp thì cũng có nhiều năm liền là đóng góp rất là nhiều tài năng cho đội tuyển quốc gia. Rồi sân Long An thì không phải nói nữa, tại vì Long An thì là đội bóng mà dưới, nếu mà tính ra dưới thời huấn luyện viên Calisto thì đó là một đội bóng có bản sắc rất là riêng. Đá là nhiều đối thủ là nhìn là ngán luôn á. Đá rất hay. Lứa Minh Phương, Tài Em, Tuấn Phong, anh em nhà Antonio và thủ môn Santos này nọ. Nói chung là đó là một cái thế hệ mà tuyệt vời của bóng đá Long An luôn. Nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy rồi, thứ nhất là cái tham vọng của những ông chủ, thứ hai là cái chuyện mà công tác đào tạo trẻ nó gặp rất là nhiều những cái tiêu cực. Tiêu cực ở đây nó dẫn đến là không chỉ là Đồng Tháp, hay là có một thời gian vừa rồi các bạn nghe rồi, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, nó xảy ra rất rất là nhiều câu chuyện. Nó khiến cho bóng đá của miền Tây là bây giờ lép vế hoàn toàn so với phần còn lại ở bản đồ bóng đá Đông Việt Nam chúng ta. Nhưng mà mình tin rằng là như là anh Bầu Võ Quốc Thắng, anh cũng từng nói chuyện rồi, thì anh cũng có chia sẻ là cái mục tiêu của anh là năm 2023, thì mình hy vọng là bắt đầu từ năm nay rồi năm sau là Long An sẽ bắt đầu là cải thiện dần dần cái lực lượng của mình để mà hướng lên cái mục tiêu là trở lại sân chơi V-League. Và lúc đó thì đương nhiên là khi miền Tây đã có một đại diện tham dự V-League rồi thì là dần dần các tỉnh khác họ cũng sẽ cố gắng theo mà thôi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ chúng ta phải trông chờ Long An là lá cờ đầu đã. Bảo Lộc vẫn yên bình, mừng quá. Xin chúc mừng Bảo Lộc. Hiện tại là bây giờ là 59 trên 64, 64 tỉnh thành là đã từng, đã và đang và có nguy cơ là bùng dịch, cho nên là rất là lo lắng, mọi thứ là đang đảo lộn hết cuộc sống ở Sài Gòn. Các bạn thấy rồi đó, mấy hôm nay là mình chỉ có đối diện với cái cửa sổ ngoài kia thôi, ngắm nhìn trời đất thôi, chứ cũng thứ nhất là đi xuống dưới sân cũng rất là sợ, và thứ hai nữa là nếu mà có đi xuống là bảo vệ họ cũng cảnh báo thôi, ví dụ xuống lấy đồ ráp gửi hay cái gì đó thì được, chứ còn là không có chuyện là đi tập thể dục hay là đi ra ngoài đường này nọ đâu. Mọi thứ đều vẫn trong khuôn viên của căn nhà của mình thôi, không ai được đi ra ngoài cả. Nói chung là tình hình đang rất là khó khăn cho cả thành phố. Chính vì vậy mà như là đầu clip này, đầu phần livestream này mình đã chia sẻ, đó là đội bóng nữ ở quận 1 thì đang gặp rất là nhiều khó khăn. Và lúc nãy thì anh Hùng là quản lý của sân Tao Đàn quận 1 thì có nhờ mình là chia sẻ thông tin, nếu anh chị nào gia đình có điều kiện hoặc là có đủ, có cái tiềm lực có thể hỗ trợ cho đội bóng nữ của quận 1 vài thùng mì, vài thùng sữa, góp ít thành nhiều, không cần tiền, chỉ cần có mì, có sữa là được, để cho các em ấy. Tại vì bây giờ thì cái phần lương thực ở trong sân Tao Đàn nó cũng đã cạn kiệt rồi, và cái kinh phí thì thời gian qua thì sân Tao Đàn họ cũng đang gồng lên rất là nhiều. Tại vì bóng đá ở sân Tao Đàn là vốn là cho thuê, cho bóng đá phong trào thuê, rồi lấy tiền chi tiêu trong đó, chi tiêu nội bộ, rồi nuôi nhân viên ở trong đó và nuôi các em nữ, đội nữ quận 1. Nhưng mà thời gian qua bóng đá đâu có thi đấu đâu, bóng đá bị cấm hết, không có ai thi đấu phong trào cả 2 tháng nay rồi, đâu có ai thuê sân. Chính vì vậy mà bây giờ là cái phải lấy cái quỹ ra để mà trang trải cho cuộc sống. Chính vì vậy mà anh Hùng thì anh có nhờ, cho nên là anh chị em nào mà có thể huy động được, ví dụ vài thùng mì cũng được, vài chục thùng thì càng tốt cho các em ấy, để các em ấy có thể là ăn uống trong trang trải trong cái thời gian mà khoảng 1 tháng, từ trong khoảng 2 tuần
và có thể là lâu hơn nữa. Chúng ta cũng chưa biết được tình hình dịch Covid lúc này sẽ như thế nào. Cho nên là mình xin phép được nhắc lại cái thông tin này, mặc dù là ngay từ đầu clip thì mình cũng nói rồi. Thì anh Hùng là số điện thoại là 0934 397 679, là quản lý của sân Tao Đàn, cũng là nơi mà đang nuôi các em đội bóng nữ của quận 1. Thứ hai nữa là số điện thoại Zalo của mình 0909 608 754. Các bạn nào mà có mì, có sữa thì cứ gửi đến, mình sẽ cho địa chỉ để mà mọi người có thể gửi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với nhau. Thủ thành Đặng Văn Lâm về Việt Nam tập trung có cách ly không anh Dũng? Cũng là một câu hỏi rất là hay. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sắp tới thì nếu như Đặng Văn Lâm mà về thì cũng sẽ áp dụng cái chế độ bong bóng, giống như là nguyên tắc bong bóng, giống như là các cầu thủ khách mà đến Việt Nam, chẳng hạn như đội tuyển Úc vào tháng 9 chẳng hạn, hoặc là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sau khi mà họ thi đấu trở về từ Ả Rập Saudi, thì là Đặng Văn Lâm thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ cách ly y chang như vậy. Theo cháu Hữu Tuấn có cơ hội đội tuyển quốc gia không? Cảm ơn chú Tân Hà Đức. Thực ra là bản thân ngoài đường pit với lại tất cả các anh em mà xem kênh trong suốt thời gian qua thì cũng đã đặt ra rất là nhiều câu hỏi liên quan đến trường hợp của Hữu Tuấn, và ai cũng mong muốn là sắp tới thì Hữu Tuấn sẽ được ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam ghi nhận và sẽ triệu tập để mà thử sức ở trên đội tuyển quốc gia. Bởi chúng ta cũng thấy rồi là Hữu Tuấn thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay là quá tốt. Và nếu như không được gọi lên đội tuyển thì là một thiệt thòi rất là lớn cho Hữu Tuấn. Em chia sẻ cho khán giả biết về quan điểm của em về việc tập đoàn Tân Long của Bầu Hiển tài trợ cho Sông Lam Nghệ An không phải 5-1 mà là 6-1. Em nghĩ sao? Ý kiến Bầu Đức nghĩ sao? Nhất là em thì không có đại diện cho bất kỳ một ý kiến nào, không phải Bầu Đức hay là của Hoàng Anh Gia Lai hay này nọ. Nhưng mà nói chung là với cái việc mà tài trợ như vậy thì đương nhiên là không bao giờ có thể tránh khỏi cái dị nghị của dư luận. Kiểu gì thì kiểu từ thời điểm này thì phải khẳng định một điều là Sông Lam Nghệ An bất kỳ một kết quả thi đấu như thế nào với những đội bóng mà chúng ta biết là chắc chắn là có liên quan đến TNT tập đoàn nhà Bảo Hiểm thì là đương nhiên là không bao giờ có thể tránh khỏi cái sự dị nghị 100% hết. Kiểu gì thì kiểu thắng cũng sẽ bị nói, thua cũng sẽ bị nói, như vậy là dở rồi. Bạn Toàn Nguyễn có hỏi mình là ở quận mấy. Mình là ở quận 7. Bạn Hlum có nói là nhà em gần Hàm Rồng, nếu muốn vào đi du lịch Học viện Hoàng Anh Gia Lai có mất phí không? Hoàng Anh Gia Lai thì chắc chắn là không mất phí, nhưng mà bây giờ thì đang trong giai đoạn dịch Covid-19, cho nên là hình như là không có cho người hâm mộ vào sân ở thời điểm này. Khi mà tình hình dịch Covid tạm ổn trên cả nước thì là chắc chắn là Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ luôn chào đón quý khách, người dân đến để mà tham quan trung tâm đào tạo của họ thôi. Không có, từ xưa đến giờ là Hoàng Anh Gia Lai là quan điểm là vào tham quan thoải mái, không tốn phí gì hết. Miễn là đảm bảo thứ nhất là trật tự, thứ hai là không đi vào cái khu vực của đội chính câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ nghỉ ngơi, sẽ có một cái tấm bảng để mà thông báo là không đi vào cái khu vực đó, còn lại đi bên ngoài, và thậm chí là có thể thấy các cầu thủ có thể là gặp trên đường đi, họ đi ăn, họ đi uống cà phê chẳng hạn, thoải mái, không sao cả, tha hồ chụp hình giao lưu. Ngoài đường pit cũng đã đăng rất là nhiều những cái đoạn clip mà chắc các bạn cũng thấy là khách du lịch họ đi vào và họ gặp chụp hình kỷ niệm với anh Kiati Sắc hay là với Công Phượng Tuấn Anh sân trường, gặp rất là nhiều. Cho nên là mọi người là nếu mà lên thì thoải mái, nhưng mà ở thời điểm này thì đang dịch
có lẽ là họ sẽ không cho vào, còn hết dịch là thoải mái nha mọi người. Năm tới anh nghĩ MU có thể vô địch ngoại hạng Anh được không? Mình cũng là fan của MU và rất là cảm ơn Nhân Phan đã hỏi câu hỏi, mặc dù câu hỏi này nó đi quá xa bóng đá Việt. Nhưng mà mình thì lúc nào cũng vậy, đã là fan của Manchester United thì là đương nhiên là luôn mong đội nhà của mình sẽ giành được chức vô địch ngoại hạng Anh, chờ cũng khá lâu rồi. Nhưng mà tình hình là lực lượng vẫn còn có cái gì đó hơi trẻ hóa và hơi ngây thơ. Và hôm rồi thì đúng là chúng ta cũng khá là sốc khi mà hai cầu thủ của MU thì được tung vào sân thì đều đá hỏng penalty. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy là anh Soget thì anh hơi dã man ở chỗ là tung vào sân thì tung vào phút thứ 119, chưa được chạm bóng nữa, chưa có một cái cảm giác bóng gì, sau đó sút pen liền, đúng là hơi nhẫn tâm. Cho nên là cầu thủ họ đã chưa có được một cái trạng thái tốt để mà họ có thể dứt điểm nó chuẩn vào cái chân của họ hơn. Cho nên là đương nhiên là chúng ta thấy hậu quả rồi. Và hôm đó thì mình rất là cay đắng khi mà mình cũng là fan của đội tuyển Anh, chờ rất là lâu rồi và hôm đó khá là buồn. Và mình nghĩ rằng là năm sau mà đội tuyển Anh đá World Cup với cái lối đá này thì đối thủ họ cũng sẽ bắt bài được, cho nên là cũng chưa biết là chuẩn bị như thế nào đây. Shop anh tên gì? Mình không mở shop mà mình chỉ bán qua online, qua website pit.vn hoặc là nhắn thẳng Zalo cho mình để mà mình có thể chuyển đồ đến. Chứ còn mình không có mở shop. Nếu mà thời điểm này mà mình mà mở shop thì coi như mình chết chắc rồi đó. Vì riêng cái tiền mặt bằng không mà mùa dịch như thế này, ai cho mình bán là đóng tiền dịch không, đóng tiền mặt bằng chắc chết. Quán cà phê của mình đầu tư 1 tỷ mấy ở ngoài Hải Dương mà bây giờ vẫn đang vật vã, vì sau cái đợt dịch vừa rồi ở Hải Dương thì lượng khách đã giảm tới phải 80%. Đúng là hơi dã man thiệt. Làm ăn mùa dịch như thế này thì đúng là không hề dễ dàng. Đúng là cũng rất là chua. Ngọc Nguyễn, Dũng ơi, vòng loại World Cup 3, Việt Nam cứ đá như trận gặp Nhật Bản và Jordan thì không ngán đội nào hết. Ok Dũng nhỉ, chính xác. Mình cũng nghĩ giống bạn Ngọc Nguyễn. Mình cũng tin rằng là chúng ta sẽ có những trận đấu rất hay vì chúng ta có một sự chuẩn bị và chúng ta có một quá trình kéo dài. Vì chúng ta cũng hiểu rồi, cái đặc thù của Việt Nam mình hiện tại là đang căng mình để chống dịch. Cho nên là nếu bắt đầu từ thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập đội hình lên để hội quân chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup, thì là từ thời điểm đó cho đến ít nhất là tháng 12, các cầu thủ sẽ không có trở về câu lạc bộ hay là trở về nhà nữa, mà họ sẽ sinh hoạt và chỉ tập luyện cùng với nhau ở đội tuyển Việt Nam thôi. Và như vậy thì là họ sẽ có được cái sự gắn kết tối đa và dốc toàn lực cho sân chơi World Cup. Và mình tin rằng là khi mà đã dốc toàn lực như vậy, tập trung tối đa như vậy, thì mình tin rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ thu được những cái kết quả tốt. Mình rất kỳ vọng như vậy. Còn đối thủ mình chưa biết ạ. Đối thủ ví dụ như là còn tùy vào cái trạng thái quốc gia của họ, liệu là họ có nới lỏng về phòng chống dịch hay không, rồi lỡ đến lúc chuẩn bị thi đấu cầu thủ chủ lực của họ không may dính dương tính với Covid phải nghỉ thi đấu cái trận đó, thì làm sao sức mạnh của họ bị suy yếu chẳng hạn. Chúng ta không nói gì được. Còn trong khi đó thì đội tuyển của chúng ta luôn đảm bảo cái quy trình là cơ chế bong bóng, cho nên là đảm bảo an toàn từ đầu đến cuối luôn. Thì như vậy thì các cầu thủ họ chỉ có ở với nhau thôi, họ chỉ hội quân và tập trung thi đấu thôi. Thì mình nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn. Và chắc chắn là rất là nhiều anh chị em là cũng rất là chờ đợi đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có điểm và thậm chí là giành cái thành tích tốt để cạnh tranh vào top 3 đội đứng đầu của cái bảng B. Bạn Gấu Bu, Mr. Gấu Bu có hỏi là Tuấn Anh, Gấu Bự, Tuấn Anh hỏi khỏi hẳn chưa? Tuấn Anh khỏi rồi bạn ơi, Tuấn Anh tập luyện như bình thường rồi. Phước tường, tinh thần dân tộc của chúng ta đang lên cao nên gặp Trung Quốc hay bất cứ đội bóng nào chúng ta cũng không hề sợ. Chính xác,
Nói chung là Việt Nam của mình mấy năm nay thì gặp các ông lớn đá với cái tinh thần nó khác lắm rồi. Chúng ta không có bị lép vế, không có sợ nữa. Hằng Lê, theo bạn thì tại sao bóng đá phía Nam và nhất là khu vực miền Tây không phát triển được như miền Trung hay miền Bắc vậy? Cũng nói chung là bây giờ mà để mà phân tích về bóng đá từng vùng cũng như là cái độ quái rồi sự máu lửa rồi cái tâm huyết của các ông bầu thì nó dài lắm. Nhưng mà như là mình vừa mới nói rồi đó các bạn, là có ba yếu tố: thứ nhất là sự máu lửa, thứ hai là cái tâm huyết của các ông bầu, và thứ ba là cái sự tinh quái của từng cầu thủ của từng vùng miền. Nó cũng phản ánh cái sự đặc trưng của từng vùng miền. Mà hồi xưa thì nếu mà mình nhìn vào các cầu thủ miền Tây thì mình thấy có những cầu thủ khá là quái, kiểu như là Đoàn Việt Cường á, là mình thấy là của Đồng Tháp, là Cường Dusit á, là mình thấy đá là rất là quái. Nhưng mà để mà kiếm được những cầu thủ mà quái như vậy ở miền Tây thì cũng không phải nhiều đâu. Còn ở ngoài Bắc rồi ở miền Trung thì nhiều hơn, thường là tập hợp các bạn ấy có cái suy nghĩ, cái quan điểm, cái chiến thuật cũng hay hơn, nó cũng suy nghĩ nó quái hơn. Và cái thể hiện đó được thể hiện rất là nhiều ở trên sân bóng, ở từng cái pha xử lý bóng. Chứ còn bây giờ mà để mà mình nói thẳng ra là để mà ngồi mà chúng ta ngồi mà phân tích từng vùng rồi từng đội thì nói chắc đến mai cũng không hết. Mình cũng hơi tiếc, mình rất là mong là bóng đá miền Tây sắp tới thì sẽ vực dậy. Tại vì nói thiệt chứ một năm mà đi công tác, đi miền Trung hoài thì cũng ngán, mà đi xuống miền Tây cũng vui. Anh ơi, anh biết cầu thủ nào của Tiền Giang không? Quê em mà chẳng biết cầu thủ nào. Tiền Giang là nổi nhất có lẽ là Nguyễn Thành Long Giang. Đến thời điểm này thì Giang đã giải nghệ rồi, bị cấm thi đấu xong rồi giải nghệ luôn. Giang cũng là một trong những cầu thủ mà chơi trung vệ tốt nhất, chơi đầu óc nhất hồi xưa, mà mình rất là thích, và đến bây giờ vẫn anh em vẫn giữ liên lạc, vẫn có mối quan hệ rất là tốt với nhau. Còn sau này thì mình không biết. Hiện tại là miền Tây mà đang nổi ở V-League thì có lẽ là Công Thành của Bến Tre. Công Thành ok, chơi tốt. Vòng chung kết U23 châu Á được tổ chức ở đâu? Cái này thua, hỏi mình đột ngột quá là mình bó tay luôn, mình không nhớ nổi luôn. Có lẽ là cũng hết các câu hỏi hay rồi nha. MC Stadium, Tiền Giang trước cũng có Trần Trường Giang đá đội tuyển thời huấn luyện viên Calisto. Đúng rồi, anh Trường Giang đá cũng rất hay. Nhưng mà tính anh khá hiền ha, nhìn thấy anh hiền ghê. Đội Khánh Hòa quê em, một thời ngổ ngáo V-League mà bây giờ cũng phải chật vật. Cũng có rất là nhiều câu chuyện, có nhiều cái lời than từ thế hệ anh em cựu cầu thủ của Khánh Hòa. Họ có vẻ là họ không thích anh Võ Đình Tân, hiện đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Khánh Hòa. Anh Tân thì thật ra cũng gắn bó với đội cũng khá là nhiều năm rồi chứ cũng không phải là mới đây đâu. Nhưng mà có nhiều anh em cựu cầu thủ thì họ không thích lắm. Nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là bóng đá Khánh Hòa cũng là một đặc sản của bóng đá Việt Nam, cũng sản sinh ra rất là nhiều tài năng. Có các bạn chắc cũng biết rồi, cũng thế hệ của mình thì có Quang Hải là nổi bật nhất, là Hải Gà. Rồi có một nhân vật mà phải nói là tiếng tăm và quyền lực nhất, đó là anh Trần Quốc Tuấn, hiện đang là phó chủ tịch thường trực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng là người Khánh Hòa. Đó, đây là những nhân vật mà phải nói là rất nổi tiếng. Còn bóng đá của Khánh Hòa thì phải nói là cứ vài năm là lại có một cầu thủ hay, thậm chí là có cả một lứa cầu thủ hay chứ không phải là không có.
mình thì cũng rất là thích được đi Nha Trang để mà công tác, tại vì được đi tắm biển rồi ăn hải sản này nọ. Nói chung là mình gắn bó với Nha Trang cũng rất là nhiều trong suốt cái sự nghiệp mà khoảng từ năm 2007 là khi mình bắt đầu đi làm bóng đá trong nước đến bây giờ đã là 14 năm rồi, thì mình phải đi Nha Trang hơn 100 lần rồi. Đoàn Văn Hậu đá đội tuyển U23 phải không anh Dũng? Mong anh thông tin. Cái này Dũng không biết. Chưa thấy, như là mình đã chia sẻ là thông tin về U23 là mình không có nắm ở thời điểm này, vì nó cũng chẳng liên quan mấy đến đội tuyển Việt Nam của chúng ta lắm. Vì từ giờ cho đến khi mà SEA Games thì còn dài đằng đẵng và cũng chưa biết là SEA Games có tổ chức hay không. Hiện tại thì cứ thông báo là dời qua tháng 4, nhưng mà biết đâu đến tháng 4 Việt Nam tuyên bố là không đủ năng lực để tổ chức SEA Games trong bối cảnh dịch Covid-19. Lúc đó thì các quốc gia khác họ cũng chẳng thể nào bắt bẻ được chúng ta. Thì y chang như là lần mà chúng ta từ chối tổ chức ASEAN vậy. Chúng ta kêu là chúng ta được quyền nhận quyền đăng cai rồi, nhưng mà sau đó chúng ta viện ra những cái lý do về hoàn cảnh đất nước hiện tại, khó khăn kinh tế này nọ, không đủ năng lực để mà tổ chức, mong thông cảm là xong. Cho nên là mình nghĩ rằng là việc mà xin dời qua tháng 4 năm sau cũng chỉ là một giải pháp tình thế ở trong cái bối cảnh là bây giờ cả nước còn đang gồng mình lên vì dịch Covid. Thứ hai là rất rất là nhiều doanh nghiệp lao đao thực sự luôn, thậm chí là bạn bè của mình là phá sản biết bao nhiêu rồi đó. Bạn bè mình là kinh doanh nhà hàng, rồi cà phê, rồi thời trang, điện thoại rất là nhiều ở Sài Gòn này luôn, toàn là những doanh nghiệp mà từng làm có máu mặt doanh thu tiền tỷ là bình thường, nhưng mà bây giờ là xin phá sản, xin đóng cửa. Thà như vậy, họ làm như vậy luôn, họ giảm được cái tổn thất về doanh thu rất là lớn. Thì các bạn nghĩ coi, cả đất nước còn đang lo chống dịch cho xong, chống xong rồi lúc đó lo làm ăn kinh tế, thì các bạn nghĩ có bỏ ra một khoản tiền lớn để mà tổ chức SEA Games là cũng thấy đau đầu lắm đó, chứ không phải đùa. Nếu theo U19 thời Công Phượng có Lâm Ti Phong, Trùm Tỉnh. Đúng rồi, có Lâm Ti Phong, có Trùm Tỉnh. Hồi xưa là lúc mà thi đấu ở Brunei là Trùm Tỉnh cũng được huấn luyện viên Guillaume Gratien cho thi đấu khá nhiều. Lâm Ti Phong cũng vậy. Rồi khi mà đội Olympic cũng cùng thời với Công Phượng thì còn có Đình Khương. Nói chung là ba bạn mà vừa mới chia tay Khánh Hòa năm ngoái để mà gia nhập giai đoạn 2 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh á, để lấy cái tiền chuyển nhượng đó chi cho bên Khánh Hòa, Khánh Hòa lấy cái tiền đó để mà trang trải cuộc sống cho phần còn lại của đội banh á. Đó là một cái nghĩa cử rất là tốt, rất là cao đẹp của ba cầu thủ Lâm Ti Phong, Trần Đình Khương cũng như là Phạm Trùm Tỉnh. Thì phải nói thiệt là trong một giai đoạn khá là dài thì câu lạc bộ Khánh Hòa cũng gần giống với câu lạc bộ Than Quảng Ninh, cầu thủ bị nợ lương thưởng, nợ rất là nhiều và họ phải lấy tiền từ gia đình để mà chi tiêu cho cuộc sống. Cho nên là cái hành động là lấy toàn bộ cái phần tiền chuyển nhượng của các cầu thủ để mà chi lại, chi ân lại cho đội bóng lấy cái tiền đó để mà trả một phần lương thưởng cho anh em còn lại trong đội, là một cái hành động mà phải nói rất đáng khen đối với ba cầu thủ mà mình vừa mới nhắc tên vừa rồi. Rất là cảm ơn bạn Trần Vương có nhắc lại câu chuyện đó. Long Thiên, em nghĩ nếu như các cầu thủ không có trận đấu nào đến lúc đá vòng loại World Cup 3 thì chỉ sợ không được tốt nữa. Chính xác. Mình cũng nghĩ giống như Long Thiên, chúng ta cần phải có đối thủ để thi đấu cọ xát. Cho nên là lúc nãy thì có thông tin nói, cũng chia sẻ trong tương tác này nè, có bạn nói là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đi Nhật hoặc là đi Hàn Quốc để mà tập huấn đó, thì mình thấy là điều đó là có lý đó.
Tại vì đi qua đó thì chúng ta sẽ dễ dàng kiếm được những quân xanh hơn, và thậm chí họ là những đội bóng rất là chất lượng để mà cho đội tuyển của chúng ta có thể tập luyện để mà cọ sát và để mà gọi là có cảm giác chơi bóng tốt để mà hướng đến cái trận đấu. Chứ còn nếu chúng ta chỉ tập chay không thì rất khó để mà tìm kiếm được cái cảm giác tốt khi mà bước vào trận đấu với Ả Rập Saudi. Rất là cảm ơn bạn Long Thiên có một cái chia sẻ mình nghĩ rằng là rất là chính xác. V-League có khi nào đá tới sang năm 2022 không anh? Atletico fan cũng có một câu hay và mình cũng nghĩ rằng là phương án này hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta bây giờ hiểu rồi, tháng 8 mà muốn đá hết V-League thì chỉ có nước là 3 ngày trận giải quyết cho xong. Nhưng mà như vậy là rất là mạo hiểm cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam, vì cầu thủ lúc đó họ đá với cường độ mà liên tục như vậy, bây giờ thì lại còn chẳng được tập luyện nữa. Nhiều đội bóng bây giờ chưa được hội quân vì dịch như vậy. Thì các bạn nghĩ coi, đầu tháng 8 mà vô đá liền 3 ngày như vậy thì ngay cả châu bò còn chết, đừng có nói là con người. Cho nên là mình nghĩ rằng là rất là lo, nếu mà đá như vậy thì khả năng bị chấn thương sẽ rất là cao. Và như vậy thì liệu đến lúc đội tuyển Việt Nam chúng ta hội quân thì liệu có bao nhiêu cầu thủ là thực sự là còn được cái năng lực, năng lượng, rồi còn đảm bảo được là không bị chấn thương để mà lên tuyển. Như vậy là lo, rất là lo. Cho nên là mình nghĩ rằng là nếu V-League có tổ chức thì sẽ cố gắng sắp xếp làm sao để kéo dài, thậm chí là qua đầu năm sau. Mà như vậy thì ví dụ như chẳng hạn là tháng 8 đá 2 trận thôi, để cho thứ nhất là vừa đáp ứng được cái chuyện là cầu thủ họ có được cái cảm giác bóng. Thứ hai là coi như là giải quyết xong cái giai đoạn lượt đi của V-League đi, thì mình thấy là ok hơn. Chứ còn không thể nào đá dồn được, đá dồn như vậy thì mình nghĩ rằng căng lắm đó nha. V-League tạm hoãn như thế thì hợp đồng với của các ngoại binh thường hợp đồng tới tháng 10 thì giải quyết sao anh? Câu chuyện này rất là đơn giản thôi, thì tất cả buộc phải ngồi lại và bàn với nhau về việc là ví dụ như là gia hạn hợp đồng thêm vài tháng chẳng hạn, rồi không lấy tiền chuyển nhượng thêm chẳng hạn. Cái này thì cái này là chuyện của các nhà môi giới, ngoại binh và ban lãnh đạo của câu lạc bộ, chứ còn cái này thì mình cũng không có can thiệp được. Nó vì nó còn liên quan đến hợp đồng lao động rồi nó rất là nhiều thứ, nên là mình cũng không rành lắm để mình có thể tác động vào được cái chuyện này, và mình cũng không tìm hiểu kỹ. Nhưng Phan nói cũng đúng, là em thấy nếu V-League mà chia ra hai giai đoạn thi đấu những trận còn lại sẽ hợp lý hơn cho tập trung đội tuyển Việt Nam, tránh bào mòn thể lực cầu thủ. Mình nghĩ rằng là chia ra thì sẽ hợp lý. Giai đoạn này thương các ông bầu quá, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có bị giảm lương không? Mình nghĩ rằng là không. Không thấy ai kêu ca gì hết. Nhưng mà đúng là rất là thương cho các ông bầu. Thì vì nói thiệt với tất cả anh chị em là với cái tình hình dịch Covid như thế này mà để nuôi đội banh không là một câu chuyện rất là vất vả. Các bạn hiểu rồi, doanh nghiệp nuôi nhân viên, nhân công nhân, viên chức này nọ là đã thấy mệt rồi, còn nuôi thêm đội banh nữa, cản đáng thêm, cho nên là cũng ngán lắm chứ không phải đùa. Thôi, hôm nay chúng ta cũng trò chuyện 53 phút. Bây giờ thì cũng đã được 200+ anh chị em đang cùng xem kênh. Thì mình xin phép được chia sẻ lại cái câu chuyện ngay từ đầu. Đó là rất là mong là anh chị em nào mà có điều kiện thì nên hỗ trợ đồng hành cùng với Ngoài Đường Pitch trong cái chương trình là ủng hộ cho những em đội tuyển nữ của quận 1. Đây là cái thành phần nòng cốt đang được đào tạo để tập trung cho câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải vô địch quốc gia đó. Thì hiện tại là ở cái trung tâm Tao Đàn thì bây giờ là tình hình đang rất là khó khăn. Nhất là trong chuyện là ăn uống rồi này nọ, rồi sữa rồi mì gói rồi này nọ là đang rất là thiếu thốn. Cho nên là rất là mong là anh chị em nào mà có điều kiện thì cứ xin gửi tặng những thùng mì hoặc là những thùng sữa, hạn chế là không gửi tiền, gửi tặng đến cho bên sân Tao Đàn để họ tặng cho họ trang trải cái một cái phần cho các em đội tuyển nữ của quận 1. Rất là mong mà anh chị em sẽ đồng hành cùng với mình
số điện thoại của anh Hùng bên Tàu Đàn, là ban quản trưởng quan quản lý của sân Tàu Đàn, để mình đọc 0934 397 679. Đây là số mà các bạn có thể liên hệ để mà ủng hộ cho họ những cái thùng mì hay là thùng sữa nha. Ngoài đường Pit rất là cảm ơn. Ngày mai thì mình cũng sẽ liên lạc với bên báo Người Lao Động của mình để mà tìm thêm những cái phần quà từ các mạnh thường quân để gửi tặng cho các em nữ đó. Bây giờ đang tình hình dịch khó khăn như thế này, chung tay được với nhau, đồng hành được với nhau như thế nào càng nhiều càng tốt. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh Ngoài Đường Pit của mình cho đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào chương trình livestream tối ngày mai. Bye bye.